Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc thực hiện quy trình thủ tục đầu tư, Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính đang ráo riết thực hiện những bước còn lại để hoàn thiện dự thảo về cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư trước khi trình chính phủ. Nhân dịp này, thì Cục cũng tổ chức lấy ý kiến các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và FBNC đã có một buổi trao đổi ngắn với ông Lê Hồng Sơn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính xung quanh dự thảo này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, đầu tiên cảm ơn ông đã tham gia trả lời câu hỏi của FBNC. Thì câu hỏi đầu tiên là mọi cái thủ tục đều trôi chảy hết thì các cái doanh nghiệp phải mất khoảng 155 ngày để hoàn thành các cái thủ tục hành chính khi mà đầu tư. Như vậy thì thực tế là có khoảng bao nhiêu doanh nghiệp có thể đạt được cái con số 155 ngày này để hoàn thành, và cái điều đó nó tác động như thế nào đối với các doanh nghiệp trong nước hiện nay ạ? Trước hết thì xin rất là cảm ơn đài truyền hình FBNC đã quan tâm đến vấn đề này. Theo như đánh giá của các nhà đầu tư ấy, mà đặc biệt là các nhà tài trợ tại cái hội nghị tư vấn các nhà tài trợ thường niên cũng như là diễn đàn doanh nghiệp VBF tổ chức ở Hà Nội thời gian vừa qua ấy, thì cho thấy là cái năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam chúng ta cũng đã bị tụt 10 bậc, từ bậc thứ 75, 65 mà bây giờ chúng ta xuống thứ 75. Thì các nước trong khu vực thì cũng có cái sự suy giảm cái năng lực cạnh tranh, tuy nhiên ấy, nó không lớn. Và một trong những cái nguyên nhân mà các nhà đầu tư đánh giá là cái thủ tục hành chính của chúng ta quá rườm rà, quá phức tạp. Để mà thực hiện một dự án đầu tư tại Việt Nam ấy, thì kéo dài thời gian. Và cái chi phí hành chính, cái chi phí cho cái dự án vì thế nó cũng tăng lên và các nhà đầu tư rất là nản lòng. Thưa ông, thì không những là thủ tục hành chính mà cái cách thực hiện của con người cũng rất là quan trọng trong cái việc hoàn thành cái thủ tục hồ sơ đầu tư cho các cái doanh nghiệp. Thì theo như các cái đề xuất cải cách của chúng ta thì tôi nhìn thấy là hình như là mình thiên về cái việc giảm về cái lượng số ngày mà các cái doanh nghiệp phải thực hiện hơn là chú trọng đến từng cái văn bản nó phải thực hiện như thế nào. Thì hướng sắp tới là mình có đi sâu vào từng cái vấn đề hay không ạ? Bạn nói rất là đúng. Cái thể chế là một vấn đề. Cải cách thể chế, hoàn thiện thể chế là một vấn đề quan trọng. Và thể chế cũng phải đi trước một bước. Nhưng mà tuy nhiên ấy, thì thực hiện, thực thi cái thể chế là con người. Và như vậy ấy, có những lúc, những nơi thể chế thì không phải là không thực sự là không hợp lý. Nhưng cái cách thức thực hiện, cái cách thức triển khai trong thực tế thì có vấn đề. Vì thế cho nên ý, cùng với cái việc hoàn thiện thể chế, cải cách về thể chế, mà vấn đề này phải làm quyết liệt, mạnh mẽ. Và đây cũng là một trong 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà tại cái thông điệp đầu năm 2023 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra. Và toàn chính phủ cũng như các bộ ngành địa phương đang quyết tâm thực hiện. Thế thì những cái vấn đề làm thế nào để kiểm soát được cái việc thực thi thể chế thì đó là một cái trọng, cũng là một trọng tâm mà chính phủ đang rất là nỗ lực, và Bộ Tư pháp cũng quá trong cái quá trình theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản thi hành pháp luật rồi kiểm soát thủ tục hành chính, thì có những cái nội dung rất quan trọng ấy là kiểm soát cái việc thực thi các thủ tục hành chính tại các cơ quan tổ chức để bảo đảm làm sao đấy nó thực sự là tạo được cái thuận lợi cho người dân và bảo đảm được cái mục đích quản lý, nhưng phải tạo được thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong cái kinh doanh và trong cuộc sống. Trong cái đề xuất sửa đổi thì mình có đưa ra một cái hướng mở, đó là các cái doanh nghiệp, các cái địa phương khác nhau vẫn sẽ có những cái khác nhau để có thể vận dụng cái thủ tục hành chính vào trong cái địa phương của mình. Thì liệu cái việc này nó lại có phải là mở ra một cái cơ hội nữa để các cái địa phương tiếp tục là lập nên những cái thủ tục chồng chéo trùng lắp như trước đây hay không ạ? Về nguyên tắc ấy, thì thủ tục hành chính ấy là phải được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật và ấy, là phải được thực hiện thống nhất trong toàn quốc. Các địa phương không thể đặt thêm các thủ tục mà pháp luật không quy định. Đấy là cái vấn đề kiểm soát thủ tục hành chính, là cũng phải kiểm soát làm sao ấy để không thêm các thủ tục. Như ta một cái thời gian trước đây ta được thường biết là khi đã có giấy phép để còn thêm các giấy phép con, có thủ tục theo quy định pháp luật nhưng lại thêm những cái thủ tục con. Đấy, như vậy là gì? Đấy là cái việc không được phép. Đấy, và khi mà cải cách thủ tục hành chính ấy, thì ngoài cái việc là như bạn nói là phải tạo cái thuận lợi và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, nhưng cái chi phí thực hiện thủ tục ấy là cũng phải là thấp nhất.
Và rõ ràng đấy là các địa phương và không vì bất kỳ lý do gì mà có thể tự đặt thêm cho mình thủ tục hành chính. Dạ vâng, xin cảm ơn ông ạ.